Then you can mũi chân in, tay phải xuống. This will be easier. Okay. This will be easy. Okay. If having down, going down, come down. Now, if possible, try to fix your mũi chân towards the chin. Okay. Nhìn nó đẹp. Can you add it? Zoom it. Okay. Nhưng mà sau đó nếu như giữ được thăng bằng thì mọi người có thể bỏ gạch ra ngoài. Now, tay chạy xuống at the back. Tay chạy xuống phía sau. Then try to catch your ankle. Cố gắng nắm lấy cổ chân. Now, after that, try to thẳng chân and tilt tay xuống. Push the hip forward. Đẩy hông về trước. Mọi người cần phải giữ thăng bằng. Nếu như có thể thì hạ khuỷu tay dưới xuống. Nhìn đây thôi, thế mà tay nắm một cái khó khăn. Mình ngẩng đấy thì mình không thấy gì. Rồi. Nếu chưa bị ở cái áo rồi.